chị thử đi, ông chưa tối nay đi sự kiện chưa? Dạ rồi chị, tối nay là sự kiện của tập đoàn Bas Vinaland đó, nên là tổng đồng chủ đạo á, là bác theo chị xem thử đi. Xấu quá. Giúp chị chuẩn bị outfit khác đi. Chị ghét nhất là mặc đồ có cổ đó. À dạ, ok, em sẽ chuẩn bị cho chị vest của ta. À, vụ chốt deal của phòng kinh doanh với lại Hương Gia sao rồi? Chị Kim bệnh rồi. Bệnh? Làm sao hả? Chị, em cũng mới nhận được thông báo sáng nay thôi à. Đường đường là trưởng phòng kinh doanh của một sàn bất động sản lớn mà nói một câu bệnh là xong hả? Chị bớt giận. Để em gọi điện cho chị Kim hỏi thử là chị khỏe hơn chút nào chưa rồi tính nha chị. Oh my god, rồi tính. Trời đất ơi, em có biết ngày mai là phải dẫn khách đi xem dự án rồi không? Mà giờ em nói với chị một câu rồi tính hả Tài? Thì chuyện bệnh tật đâu ai muốn đâu chị. Nói cho chị nghe phương án xử lý. Thật ra thì chưa. Chưa? Em đừng có nói với chị là chưa chuẩn bị phương án xử lý nha. Nếu mà như vậy á, thì chiều nay nộp đơn cho chị đi. Dạ, thật ra thì có rồi chị. Chị cho em một chút thời gian thôi, em sẽ xử lý cho chị nha. Một phút. 5 phút đi chị. Bắt đầu tính giờ. Giờ sao? Bây giờ mà bà nói là bà chưa kiếm được người thay thế để dẫn khách đi xem dự án á, là chủ tịch chôn tôi với bà chung một lúc luôn á. Ông thông cảm, tôi cũng đang bình thường mà chưa có nè. Tại hồi từ biết cái vụ đích thân tôi dẫn vợ chồng Hương Gia đi xem dự án á, là tôi lo tới quên ăn quên ngủ, thành thử mới bệnh ra như vậy nè. Có một mình bà lo thôi chắc đó hả? Bây giờ sao bà nói thẳng đi, để tôi còn biết đường tôi nói chuyện với chủ tịch nữa. Ơi bà hại tôi quá bà Kim Anh ơi. Thì thôi, giờ ông nói với chủ tịch là mai tôi bệnh cỡ nào tôi cũng gán lên dẫn khách hết á. Kêu chủ tịch yên tâm đi, không có sao đâu. Hứa nha. Hứa. Đó, chị Kim Anh nói em vậy đó. Rồi cho dù là ngày mai có đi được thì có đủ tỉnh táo để mà chốt dự án với khách hàng không? Không biết nữa. Em không biết nữa. Đây là phương án tốt nhất mà em nói với chị hả? Thôi được rồi, nói với Kim Anh á là ngày mai ở nhà dưỡng bệnh đi, rồi có gì nộp bản kiểm điểm cho chị. Còn em... Thôi mà, đừng làm vậy với em mà. Chủ tịch mà cứ hù trợ lý của mình như vậy là tội người ta lắm á. Chào sếp. Em đâu có rảnh đâu để mà đi hù. Chào sếp. Thôi, ra ngoài sắp xếp chuẩn bị đi. Thôi mà sếp, đừng làm vậy với em mà. Ở nhà em á còn mẹ già, con thơ, rồi tiền điện, tiền nước, tiền shopping, tiền mỹ phẩm, đủ thứ chuyện tiền. Thôi mà. Em nói gì vậy? Em năn nỉ khi bị đuổi. Ai đuổi em? Trời ơi, anh là em đi ra ngoài sắp xếp công việc cho chủ tịch đi. Ngày mai đích thân chủ tịch sẽ là người ra tay. Trời ơi, vậy mà làm hú hồn con rồi em mà cứ tưởng. Trời ơi, em cứ tưởng là xỉn mới đi tâm cái concert Blackpink chứ. Blackpink in your area. Dạ, theo như mà hướng em chỉ thì là hai lốc A và B. Hai lốc này thì đã được hoàn thiện và đang chuẩn bị bàn giao. Còn riêng lốc C này là vị trí đắc địa nhất, còn đang xây dựng thì vẫn phải đợi chủ nhân gật đầu đồng ý. Đó là Hương Gia đây ạ. Bao lâu thì có nhà? Dạ,
theo như dự kiến của dự án á thì là cuối năm 2024 thì mình sẽ bàn giao. Hả? Sao lâu quá vậy? Em muốn cuối năm nay cơ. Như vậy thì hơi khó chị ạ. Chị thông cảm giúp cho em. Vì đối với mỗi một dự án á thì chúng ta đều có quy trình riêng của nó. Theo như dự kiến thì cuối năm 2024 là mình sẽ được bàn giao. Nhưng nếu cố gắng thúc đẩy tiến độ thì khả năng tầm tháng 9 năm 2024 là mình đã có thể nhận nhà được rồi ạ. Anh ơi, tháng 9, em nghĩ tháng 9 được đó. Hay là lúc đó anh chốt luôn tầng 3, tầng 4, tầng 5 luôn nha anh. Thế từ từ đó em. Chiết khấu sao? À, về vấn đề chiết khấu thì tùy vào bên mình chọn hình thức thanh toán như thế nào. Đối với mỗi một hình thức thanh toán thì Ngôi Gia sẽ có mức ưu đãi chiết khấu khác nhau. Nhưng mà anh chị cứ yên tâm, tại vì Hương Gia là một khách hàng lớn nên chắc chắn sẽ nhận được chiết khấu ưu đãi tốt nhất từ trước đến giờ. Dẻo miệng đấy. Ơ, à, anh ơi, em thấy cái căn kia được kìa. Hay là em vô xem căn đó nha anh. Dạ, căn này bên em cũng vừa mới hoàn thiện nội thất. Hay là để em đưa chị vào xem ha. Thôi khỏi, tôi tự vô xem được. Dạ, vậy thì chị cứ tự nhiên ạ, cửa không khóa. Ngoài chiết khấu đó ra, còn ưu đãi nào khác? À, dạ. Do đây là phân khúc bất động sản hạng sang nên là bên em sẽ không có tập trung vào kích cầu khách hàng bằng những cái ưu đãi nhỏ lẻ. Thay vào đó, Ngôi Gia sẽ có mức chiết khấu phần trăm tốt nhất cho khách hàng. Như vậy thì vẫn tiện nhất cho bên mình đúng không ạ? Ý anh không phải cái đó. Mà nếu như em chiều tôi thì không chỉ có ba cái tòa nhà này mà nguyên cả một cái dự án này tôi có thể chốt được mà. Thì chắc là lúc đó hoa hồng của cô cũng nhiều lắm ấy. Hương tổng, xin anh hãy giữ tự trọng. Vợ của anh vẫn còn đang ở đây đó. Nếu như cô không nói, tôi cũng không nói, thì ở đây làm gì có ai biết nhỉ? Con nhỏ này! Có chuyện gì vậy anh? Con nhỏ này nó láo. Anh lỡ đụng tay trúng vào người nó mà nó dám tát anh. Nó tưởng là anh dê nó. Nhỏ này, mày xin lỗi chồng tao không? Tôi đâu có làm gì sai. Tại sao phải xin lỗi anh ta? Cô... Cái loại nghèo hèn mới đi làm sale, đợi ăn từng đồng hoa hồng của khách rồi bị đặt chảnh chọe hả? Tôi tuy nghèo tiền bạc nhưng không nghèo nhân cách. Thứ con gái mặt hạng như cô mà đòi nói đạo lý hả? Cô đợi đó. Tôi sẽ nói với giám đốc Ngô Gia về cái vụ việc cô dám thất lễ với vợ chồng nhà tôi. Đúng rồi đó chồng, anh về gọi ngay cho em. Làm như mình có giá lắm vậy á. Ở nhà chắc không biết soi gương, biết được vị trí của mình trong xã hội là như thế nào. Thôi kệ, mình đi đi anh. Dự án này tạm hoãn thương lượng. Lần này cô không xong với tôi đâu. Dạ em mời anh chị vào đây ngồi ạ. Thì hiện tại còn 20 phút nữa là vào cuộc họp á. Anh chị vui lòng đợi ban lãnh đạo công ty em nha. Biết rồi, ra ngoài đi. Thôi bây giờ tập đoàn Ngôi Gia đều lớn mạnh thiệt. Nguyên một cái resort tích hợp nhà hàng, khách sạn, phòng họp, khu vui chơi. Trời ơi, mọi thứ chỗ nào cũng sang trọng hết. À mà anh nè, lần này anh ra đây họp mặt với đối tác Ngô Gia thì cũng phải cho em tận hưởng 3 ngày ở resort đó nha. Chứ không phải lo công việc xong rồi bỏ bê người ta đâu. Anh biết rồi. Có bao giờ em muốn cái gì mà anh từ chối em đâu nhỉ? Anh từ chối cũng không được. Em đặt phòng rồi, một chiếc phòng Executive Ocean View mà chủ tịch Ngô Gia đã ở. Trời đất ơi, em cực khổ lắm mới đặt được đó. Em làm gì cũng được. Nhưng mà lát nữa gặp chủ tịch á, em giúp anh một việc được không? Hả? Chuyện gì? Bớt nói là. Trời ơi, mà đây chủ tịch lên cái outfit lồng lộn quá nha.
bớt nói mấy cái lời vô vị đó lại đi. À, em có điện thoại. Chủ tịch cho em nghe điện thoại chút xíu nha. Đồ ha. Vì một con sale như mày mà vợ chồng tao mới ra nông nỗi như thế này. Mày giám đốc Ngôn ra. Sao bây giờ cậu mới tới? Cậu có biết là con nhỏ sale này phá tan cái cuộc họp này được không? Xin giới thiệu với mọi người, đây là